Chào Tiện mọi nghi, người đến tôi có với nhiều phần bằng tiếp chứng lắm. theo của À bộ đúng phim rồi, cô Mỹ có muốn mẹ xem kế không? gà cho Bức người ảnh của chồng mẹ cô thực bán vật. hoa ngày xưa. Phần tiếp theo của bộ phim Cô gái bị mẹ kế Đồ mất dạy, mày. Gả cho người chồng thực vật. Đứa con gái bất hiếu. Mày. Hai câu này, tôi đã nghe chán rồi, tôi đánh chết cô, ôi. Tài sản của mẹ tôi hôm nay, tôi sẽ quyết định, chờ chút đi, luật sư giữ gì chúc cho mẹ tôi, sắp đến rồi, bây giờ các người có thể sắp xếp đồ đạc, cút khỏi nhà tôi rồi đấy. Thi Nhi, anh có cách giải quyết cô ta. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, em cũng phải nghe theo anh, được không? Tin anh đi. Mẹ, trước đây con đã chịu đựng tất cả, cuối cùng giờ cũng có thể lấy lại những thứ thuộc về mẹ rồi. Ôi ôi, đau đau, là anh đây. Anh đến đây làm gì? À cái đó, anh hối hận rồi. Đến khi em lấy chồng, anh mới biết, anh thực sự yêu em rất nhiều. Sao thế, định chuyển từ cô ta sang tôi à, quay lại bên tôi rồi sao? Đúng, đúng con khỉ, anh đúng là tên khốn, chẳng qua là anh, thấy tôi sắp tiếp quản tài sản của Thịnh gia, bây giờ đến đây xin lỗi, gì mà yêu tôi nhiều lắm, anh nghe vậy cũng lọt tai sao? Em à, anh thật lòng đó, chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, em làm sao không biết, tình cảm của anh chứ, đúng không, anh có phải là loại người, đuổi theo quyền lực đâu? Triệu Minh Huy. Đừng quên là tôi đã kết hôn rồi, Nhất Lan, chuyện đó, chồng em là người thực vật, anh ta không thể mang lại hạnh phúc cho em, thế này đi, anh có thể là người tình của em, chỉ cần em muốn, hãy để anh ở bên cạnh em nhé, được không? Ôi Triệu Minh Huy, mức độ không biết xấu hổ của anh, thật là ngày càng tăng cao nhỉ, ai không biết, còn tưởng rằng anh yêu tôi nhiều lắm, sẵn lòng làm tình nhân vì tình yêu, Nhất Lan anh không quan tâm em tin anh không, anh thực sự rất chân thành, anh đi chết được rồi đấy, chồng tôi đẹp trai hơn anh, giàu hơn anh, ở bên anh ấy, tôi chỉ sẽ càng hạnh phúc hơn hiện tại, em à đừng nói những lời như vậy nữa, được không, anh biết em vẫn yêu anh lắm, chắc chắn là vậy, vì vậy em mới, giận như vậy có đúng không, yêu anh, mẹ anh không nói với anh à, anh ngoài việc học giỏi ra, thì không có gì tốt cả, tôi làm sao có thể ở bên anh được, sau khi anh ngoại tình, vẫn yêu một người như anh sao, đúng là vô tích sự không làm được gì nên hồn, vô dụng. Vì vậy trong lòng cô, tôi thậm chí so với tên thực vật đó, còn kém cỏi hơn à? Nhất Lan, tên đàn ông chỉ biết nằm một chỗ, thì sao giúp cô hạnh phúc viên mãn được chứ? Cẩn thận cái miệng thối của anh. Chưa cần nói tới việc anh ấy có tỉnh lại hay không, dù chồng tôi nằm một chỗ, cũng tốt hơn anh hàng nghìn lần. Anh lấy đâu ra cái sự tự tin, cho rằng tôi sẽ yêu tên vô dụng như anh thế. Tôi yêu anh vì cái gì đây? Tôi yêu anh lúc anh nghèo khó và thất bại, hay yêu anh lúc anh quan tâm đến lợi ích rồi thay lòng? Hừ. Triệu Minh Huy, anh đã làm gì? Thịnh Nhất Lan, tôi phát hiện ra một chuyện, cô thật sự không biết điều, thích chơi phải không? Tôi sẽ ngay lập tức gửi video này của chúng ta đến Cố gia, tôi xem ai còn muốn cô nữa. Thịnh Nhất Lan, trước đây tôi không nhận ra, cô đẹp đến vậy đó, buông tôi ra, mặc tất đen cũng quyến rũ thật. Cứu mạng, buông tôi ra, cô càng cố gắng trốn thoát, tôi càng phấn khích, ha. Á. À. Cứu mạng, cứu tôi với. Minh Huy không bảo con đừng lên đó sao? Mẹ, mẹ nói xem liệu có phải hai người họ. Mẹ, anh Minh Huy, anh ấy chẳng lẽ thay lòng rồi sao? Đừng suy nghĩ lung tung nữa, bây giờ đừng lên đó, kệ Thịnh Nhất Lan đi, bất kể chuyện gì xảy ra đều không liên quan đến con hiểu chưa? Triệu Minh Huy, đợi tôi hồi phục sức lực, anh chết với tôi, ha ha ha. Em yêu à, anh đừng giả bộ cao sang nữa, trước đây khi chúng ta ở bên nhau, em không cho tôi chạm vào, bây giờ vẫn vậy sao? Anh buông tôi ra Triệu Minh Huy. Tên khốn này, mau buông tôi ra, uổng công tôi từng tin anh, không ngờ là tôi nhìn nhầm. Tôi khuyên anh dừng lại ngay bây giờ, nếu không, tôi sẽ khiến anh ngồi tù hết đời. Thịnh Nhất Lan, nhìn kia, chúng ta đang quay video đấy, đợi tới lúc cô báo cảnh sát, video cũng đã được gửi đi rồi, dù sao thì danh tiếng của cô cũng sẽ bị hủy hoại, tôi chỉ cần nói, chúng ta là cặp tình nhân cãi nhau là xong. Cứu mạng, cứu mạng. Dừng lại. Dừng lại. Anh Minh Huy, anh đang làm gì vậy, anh... Anh là ai vậy? Đây là tổng giám đốc Cố, chồng của Thịnh Nhất Lan, tổng giám đốc Cố, thì ra, anh là tổng giám đốc Cố à? À tôi muốn nói với anh, tôi vừa mới lên đây, tôi chỉ muốn nói chuyện, nói với Thịnh Nhất Lan vài câu, không ngờ cô ta đột nhiên lên cơn, ôm chặt lấy tôi, khiến tôi không còn cách nào, chưa hết, sau đó cô ấy nói gì với tôi anh biết không? Cô ấy nói vẫn còn tình cảm với tôi, cô ấy quyến rũ tôi, vậy à? Đứa con gái này của tôi, thật sự trước đây đã yêu Minh Huy rất nhiều, tổng giám đốc Cố chúng tôi xin lỗi, nếu anh muốn ly hôn, chúng tôi cũng có thể chấp nhận. Ly hôn rồi, xem mày còn cách nào để chiếm đoạt tài sản nữa không? Điện thoại của anh ta trên bàn, bên trong có sự thật. Á. À. Anh Minh Huy, em sẽ băng bó cho anh. Cút đi.
tôi sẽ gọi người, mang cho cô bộ quần áo khác. Không phải anh nói là không đến sao? Nếu tôi không đến, cô sẽ ngoại tình sao? Cứng miệng thật. Ông cũng đã xem nội dung video rồi, những việc mà Triệu Minh Huy đã làm, ông định xử lý như thế nào? Triệu Minh Huy, cậu làm tôi thất vọng quá, cậu làm sao có thể làm như vậy được? Mẹ à, anh Minh Huy đã giải thích cho con rồi, anh ấy làm như vậy, chỉ để thử thách Thịnh Nhất Lan mà thôi, ngay cả khi chúng ta không đến kịp, anh ấy cũng sẽ không phản bội con đâu, mọi chuyện là hiểu lầm thôi, bọn họ thật sự như lời của Thịnh Nhất Lan nói, ngốc như nhau. Tổng giám đốc Cố, sự việc hôm nay, Thịnh Nhất Lan cũng có lỗi, Cố gia là một gia tộc lớn, chúng tôi cũng không muốn trong nhà có người mang theo tin tức xấu, thế nên hôm nay tôi quyết định hủy bỏ cuộc hôn nhân này, ngày mai sẽ bắt nó đi làm thủ tục ly hôn, tôi cũng có lỗi. Ông Thịnh à, tôi muốn hỏi ông, tôi là nạn nhân, tôi có lỗi gì? Lỗi của tôi là không ngờ đến việc các người sẽ dùng chiêu bẩn thỉu để chơi lại tôi, đúng là khiến tôi ghê tởm. Thịnh Nhất Lan à, sao con không lên lầu nghỉ ngơi đi, cơ thể phục hồi chưa thế? Ông nói xem, tôi sai ở đâu? Mày đang nói chuyện với ai vậy? Ban đầu là mày không đúng, Minh Huy chàng trai này, nó đã cự tuyệt rồi, ngay từ đầu là mày liên tục ép buộc, mày cho rằng bản thân đã kết hôn vào Cố gia, nên muốn đuổi cả gia đình tao đi, lang thang trên đường phố, Minh Huy không làm gì sai cả. Đúng vậy Thịnh Nhất Lan, tôi bị cô ép lên đó, nên tôi mới làm vậy. Tổng giám đốc Cố, có người cha nào lại nói sai về con gái mình không? Anh nhất định phải nhìn rõ tính cách của Thịnh Nhất Lan, đừng tin cô ấy mù quáng, như vậy sẽ bị lan truyền ra ngoài, làm hại danh tiếng của anh đó. Mùi gì vậy? Thối quá, sao có người mở miệng là phun phân vậy? Cô, xì, đừng phun nữa, mùi hôi lắm. Anh Minh Huy, cô ta bắt nạt em. Ôi chồng ơi, bọn họ theo phe nhau bắt nạt em, chồng nói giúp em một câu đi. Các người ỉ đông bắt nạt vợ tôi, nghĩ tôi mù hết rồi à? Tổng giám đốc Cố, anh và cô ta mới quen nhau vài ngày, anh tin cô ta vậy sao? Đừng để cô ta lừa anh. Dù quen nhau vài ngày, thì hiện tại cô ấy đã là bà Cố, cô ấy muốn gì, tôi tự khắc sẽ cho cô ấy hết, tôi nói như vậy, ông Thịnh ông hiểu chưa? À trước đây, là con không hiểu chuyện, hiểu lầm về bố, bố rất tức giận, nhưng, giờ con có thể lấy một, người chồng tốt thế này, người làm bố đây, cũng rất vui mừng. Im miệng đi, đừng nói về cái tình yêu cha con giả dối của ông nữa, ông Thịnh, ông cứ nói thẳng đi, về vấn đề cổ phần, khi nào thảo luận, chuyện về công ty, hiện tại khá phức tạp, đưa trực tiếp cho con, bố cũng không yên tâm, được rồi, bố sẽ nói chuyện với phòng kinh doanh của công ty, làm việc với bọn họ trước, chờ bố hiểu rõ tình hình, sau đó con cũng có thể tiếp quản, hiện tại ông ta đang trốn tránh không trả lại công ty cho mình, vậy mình sẽ tới công ty trước, âm thầm xâm nhập, đến lúc đó công việc sẽ dễ dàng hơn, được lời ông nói ra phải giữ lời đấy. Là ai đã báo cảnh sát? Là tôi. Người đàn ông này có ý đồ xấu, muốn hãm hiếp vợ tôi, đây là bằng chứng, xem đi, chúng tôi sẽ không hòa giải đâu, sao anh có thể như vậy, không phải đã nói sẽ mở lòng rồi sao, Cố Tổng. Muốn chạy à, Thịnh Hy Nhi, Thịnh Hy Nhi em phải giúp anh, Thịnh Hy Nhi. Tất cả những gì anh làm đều vì em, vì gia đình này, Minh Huy, Thịnh Hy Nhi em phải giúp anh, Minh Huy, ngồi xuống. Thịnh Nhất Lan, tôi chưa xong với cô đâu, chuyện này liên quan gì đến tôi? Đó là do chồng tôi báo cảnh sát, các người ỉ đông, bắt nạt tôi, một người phụ nữ yếu đuối, chồng tôi tức giận lắm đấy, phải không chồng yêu? Đi thôi, tạm biệt. Hy vọng lần sau, khi gặp các người, sẽ thông minh hơn một chút. Thịnh Nhất Lan, cô đợi đi, cướp tài sản của tôi à, còn làm hại chồng tôi, không làm được gì cô, tôi không mang họ Thịnh nữa. Sao lại ở trên giường của tôi, cô vậy là sao? Cửu Giã, hôm nay anh đã giúp tôi không có gì đền đáp cả, chỉ có thể. Không được, tôi là người đàng hoàng, anh thật keo kiệt, ngay cả việc đổi giường cũng không muốn, đổi giường, hôm nay thời tiết quá lạnh, tôi chỉ muốn ngủ trên giường một đêm thôi. Mau quay về giường của cô đi. Tôi không về, tôi sẽ ngủ ở đây tối nay. Không được. Hãy để tôi ngủ một lần đi mà. Sàn nhà quá lạnh, tôi không thể ngủ được, tôi chỉ muốn ngủ ở đây một đêm thôi. Được, dù sao tôi cũng là con trai, người thiệt không phải là tôi. Mặt tôi dày lắm cô đừng lo. Cô. Tôi nhất định không nhường đâu. Thịnh Nhất Lan, sao thế? Tôi không tin cô có thể chịu được cảnh này. Á, tên biến thái. Nhảy loạn lên làm gì? Chưa từng gặp qua phụ nữ à? Cô ta không phải gu của mày đâu Cửu Giã. Cuối cùng cũng thoát khỏi hang cọp. Sao mình lại lấy một tên như này cơ chứ? Đàn ông gì mà không chu đáo. Đến kỳ kinh nguyệt mà vẫn phải ngủ trên sàn, mình thật là đáng thương. Quá đáng thương rồi.
Cô, lên giường đi. Cuối cùng mùa đông này cũng được, ngủ một giấc ấm áp và thoải mái rồi. Được rồi, giường cũng nhường cho cô đừng diễn nữa. Thịnh gia không phải là tỷ phú, thì cũng là triệu phú, làm sao có thể để cho cô đến giường ngủ còn không có? Vì từ sau khi mẹ tôi mất, Thịnh gia đã không còn là nhà của tôi nữa rồi, phải sống dưới mái nhà của người khác, không đủ ăn, không đủ mặc, điều này chẳng phải là bình thường sao? Sao lại như vậy? Bố cô không quan tâm chút nào sao? Đàn ông mà, từ sau khi mẹ tôi mất, ông ta liền cưới người phụ nữ khác vào nhà, vợ con ông ta là trên hết, làm sao nhớ tới con gái của người vợ đầu chứ? Bố tôi cũng chẳng rảnh để quan tâm, Vương Tuyết cần làm gì tôi, ông ấy mỗi lần đều mắt nhắm mắt mở. Không ngờ trên thế gian này còn có người cha tệ như vậy. Trên mạng nhiều chuyện như vậy lắm, có mẹ kế thì có cha dượng, tôi đoán là anh chỉ xem tin tức tài chính, có lẽ anh không hiểu những chuyện này. Anh lại gần tôi làm gì? Tôi lấy miếng che mắt. À, nếu không còn việc gì, tôi đi ngủ trước đây. Ngày mai tôi phải đến công ty Thịnh Vượng. Chúc ngủ ngon. Chết tiệt, tâm trạng hiện giờ là sao? Bà nội, Nhất Lan, hãy để cửu giã đưa cháu đi. Bà à, cháu bận rồi. Bà không cần lo đâu ạ, công ty Thịnh Vượng rất gần đây, cháu tự đi được ạ. Ôi, cháu đi bằng cái này cho tiện, bà đừng lo. Bà nội, bà thấy chưa, không phải cháu không muốn, là cô ta không muốn cháu đưa đi. Thôi được rồi, chuyện của hai bọn cháu bà không quản nữa. Nhất Lan, chú ý an toàn trên đường nhé, đến nơi thì nói với bà nội một tiếng. Vâng bà nội, con bé này đi. Tối qua tôi ngủ ngon lắm, cảm ơn anh, tôi đi trước đây, tạm biệt. Đi thôi. Cô ấy sẽ không vì sự việc tối qua mà thích mình đó chứ, nếu không tại sao lại nhìn mình và cười như thế, người phụ nữ này dễ dụ như vậy sao? Chỉ trách mình quá đẹp trai mà thôi. Đến đây, giới thiệu với mọi người, Nhất Lan là đồng nghiệp mới của chúng ta trong công ty. Nhất Lan, tới đây sẽ tiếp quản vị trí trợ lý giám đốc. Giám đốc là ai vậy ạ? Là tôi, cô mới đến công ty, còn chưa quen với công việc, theo tôi cô có thể nhanh chóng thạo việc, có ý kiến gì không? Không có ý kiến gì cả, vậy thì làm phiền Thịnh tổng chỉ giáo nhiều hơn. Cô mới đến công ty, còn chưa quen với công việc, sắp xếp cô làm từ những việc đơn giản nhất, không vấn đề gì phải không Thịnh tiểu thư? Đơn giản nhất sao? Nghe đồn tập đoàn Kim Giang gần đây sẽ bị mua lại, nhiều dự án đều bị trì hoãn, cô bắt tôi hoàn thành trong một tuần, cô thật sự nghĩ rằng tôi ngu ngốc lắm sao? Sao thế? Cô sợ rồi à? Chiêu trò kích động không có tác dụng với tôi đâu, tôi có thể hoàn thành dự án này, nhưng thời gian phải kéo dài trong một tháng, một tuần thì không thể. Được, vậy thì tôi sẽ cho cô một tháng. Được, trong một tháng, đừng quản việc chấm công của tôi, cũng đừng quan tâm tôi ở đâu, chỉ cần thành công dự án này là được. Đúng là đồ không biết trời cao đất dày, đừng nói một tháng, một năm cô cũng không hoàn thành được đâu. Cô nghe gì chưa? Cô Thịnh Nhất Lan mới vào công ty, nghe nói là con gái riêng của chủ tịch Thịnh, con gái của người thứ ba đó, đến đây để cướp tài sản. Đến đây để cướp tài sản, thật sao, con gái của người thứ ba, mà vênh váo vậy sao, tôi đã nghi ngờ rồi, hóa ra, cô ta vào đây nhờ mối quan hệ, thật là, được giao trọng trách tiếp quản dự án, chỉ được cái tự mãn là giỏi, dự án đó, không dễ làm đâu, đến lúc đó, xem cô ta còn mặt mũi nào nhìn đời nữa. Đi. Nói đi, tại sao không tiếp tục nói nữa? Nhường đường đi, có gan nói sau lưng, không dám đối chất trực tiếp phải không? Chúng tôi chỉ nói sự thật mà thôi, kể cả đối diện với cô chúng tôi cũng nói như vậy, cô đừng có quá đáng. Nếu cô có gan thì đưa ra bằng chứng đi, chứng minh mẹ cô không phải là người thứ ba, nếu không có thì im miệng đi, mẹ tôi không phải là người thứ ba. Buông tôi ra, đừng di chuyển, Thịnh Nhất Lan, cô mau buông ra, các đồng nghiệp đều ở đây, cô không sợ mọi người cùng tố cáo cô à? Các đồng nghiệp đều ở đây đấy, cô không sợ, mọi người sẽ cùng tố cáo cô à? Giỏi thì làm đi, tôi không biết cô ta, theo lệnh của ai, dám nói mẹ tôi là người thứ ba, nếu đổi lại là cô, liệu cô có thể chịu đựng được không? Đừng đứng đó chỉ tay năm ngón, nếu cô đã dám đánh người, thì hãy đưa ra bằng chứng đi, chứng minh mẹ cô không phải là người thứ ba, người gây chuyện là ai chứ? Tôi hỏi cô có khả năng chứng minh những gì cô nói là thật không? Nếu không có, tôi sẽ kiện cô đấy, ở đây mà nhận lệnh tòa án đi nhé, đến lúc đó phiền các cô giúp tôi làm chứng. Tránh ra đi. Nhìn cái gì mà nhìn, cút đi. Đồ vô dụng, tôi bảo cô tạo tin đồn, cô còn không làm được. Giám đốc Thịnh, tôi thực sự không ngờ cô ta sẽ xuất hiện trong nhà vệ sinh. Tôi cầu xin cô, hãy cho tôi một cơ hội nữa, đừng sa thải tôi không thể mất việc được đâu. Được rồi, về dự án lần này, nếu cô có thể thành công gây trở ngại, thì tôi sẽ tha cho cô, cả đời này cũng không bao giờ mất việc. Được, cảm ơn giám đốc. Cô bị bệnh à? Cô đột ngột xuất hiện làm gì vậy? Cô đã sai khiến cô ta, cô đã vu khống phải không?
cô không lại muốn đánh người nữa chứ? Cô là người hỗn láo à? Đúng vậy, tôi chính là người hỗn láo. Không được, cô đã đánh cô ta, cô ấy không thể đánh tôi nữa. Chuyện nhỏ thôi. Đồ ngốc. Thịnh Lan à, cô đợi tôi đấy. Cuối cùng cũng xong rồi, tan làm. Tôi đã đến chỗ Thịnh Lan, nhưng máy tính của Thịnh Nhất Lan có mật khẩu. Tôi nhớ lần trước nói, anh đã cài một phần mềm vào máy tính của cô ấy, để biết trực tiếp mật khẩu của cô ấy phải không? Anh nói đi. Thịnh Lan, tôi xem lần này cô còn cách nào để cưỡng bức. Dám đánh tôi à? Tôi sẽ khiến cô không thể đứng dậy nữa. Cảm ơn mọi người. Lần này, báo giá của chúng tôi là 829 triệu 9 tệ, làm sao lại vừa đúng, chỉ thiếu 1.000 so với chúng tôi. Thịnh tiểu thư có muốn tối nay? Trưởng phòng Lâm xin lỗi, tôi xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu. Không sao, không sao, xin lỗi, không sao Thịnh tiểu thư cô đi trước đi, tôi giúp ông Lâm, vậy tôi đi trước nhé, ông Lâm, lần sau nhớ nhé, đừng chạm vào vai tôi, ông Lâm, ông Lâm. Anh hãy đi kiểm tra xem, người tên họ Lâm và Thịnh Nhất Lan, mối quan hệ của người đồng nghiệp đó là gì? Chắc là cô Thịnh Nhất Lan bị bệnh rồi. Vì muốn trả thù cha, để hạ bệ gia đình họ Thịnh, thà phạm tội cũng làm, phối hợp với đối thủ đúng không? Trả thù cho chủ tịch, ai ô, Thịnh Nhất Lan và chủ tịch này, là mối quan hệ gì vậy? Còn muốn trả thù người khác, này có phải mọi người nói đấy ư, không thấy lạ sao? Thích tạo tin đồn à? Tạo tin đồn gì chứ, tôi đã không nói gì cả, được rồi các người ra trước đi. Thịnh Nhất Lan cô đã thua. Có người tố cáo cô, tiết lộ bí mật công ty, có chứng cứ và nhân chứng đây, cô hãy chờ ngồi tù đi, cô, số thẻ cuối là 3.103 của cô, nhận được chuyển khoản, 1 triệu nhân dân tệ, không tốt rồi. Thịnh Nhất Lan, cô bị nghi ngờ phạm tội nhận hối lộ, hãy đi cùng chúng tôi một chuyến. Mong mọi người thông cảm, mình sẽ sớm ra phần tiếp theo ạ. Tới cái phần này thôi, hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo. Rồi, phần tiếp theo thì mình sẽ cố gắng làm dài hơn, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Về một số vấn đề nên mình sẽ... góp mặt ở trong cái video đó nên rất mong được mọi người thông cảm. Và trong quá trình góp mặt trong cái video này thì mình có nói ra một số câu tất nhiên là sẽ không được hài lòng tất cả mọi người rồi, rất mong mọi người thông cảm và tha thứ cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.